Alo, ok, xin chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đến với kênh đầu tư chứng khoán VT Stock. Thì hôm nay cuối tuần nên em cũng làm một cái video ngắn thôi để mà mình điểm danh qua những cái siêu cổ phiếu tiềm năng đánh ngắn cho tuần sau. Thì về thị trường á, về cái kịch bản của thị trường, anh chị có thể xem lại cái video nè. Cái video ngày 17 tháng 12 em có nêu về những cái nhận định cũng như là cái định hướng về VN Index cho tuần sau. Thì bây giờ em sẽ đi vào một số mã tiềm năng để mà mình có thể chú ý cho tuần sau nha. Đầu tiên á, về dòng chứng khoán á, thì em nghĩ nếu mà anh chị muốn tham gia á, thì nên chú ý về mã VND, bởi vì giai đoạn này nè nó đang tạo mẫu hình vai đầu vai ngược nè. Thì bữa giờ từ cái phiên thứ năm thứ sáu tuần trước á, là khóa ngoại á, và tự doanh nó gom ròng những cái mã chứng khoán này rất là nhiều. Vì á, khi mà anh chị xem cái thanh khoản trong thời gian gần đây nè, từ đầu năm đến nay á, trước đó nè anh chị thấy là cái thanh khoản bắt đầu có sự gia tăng lên, đúng không? Thì khi mà thanh khoản gia tăng thì doanh nghiệp nào được hưởng lợi? Đương nhiên là các công ty chứng khoán, họ vừa được hưởng lợi về thanh khoản và cũng như là cái nguồn margin á. Cái nguồn margin thì các công ty chứng khoán họ đang tăng vốn, họ liên tục tăng vốn để mà cho các nhà đầu tư, vì số lượng nhà đầu tư mở mới ngày càng nhiều nên là họ phải tăng vốn liên tục để có một cái nguồn margin dư đáp ứng đủ với cái nhu cầu hiện nay. Thì nếu mà quay lại dòng chứng khoán nha, thì nếu mà chọn á, thì em vẫn đánh giá cao về VND nha, tại vì giai đoạn này á, cái giai đoạn này VND vẫn là cái mã khỏe nhất thị trường chung, khỏe nhất so với dòng chứng khoán á. Vì sao? Vì nó đang ở tiệm cận đỉnh và trên xu hướng của nó vẫn là gì? Trên xu hướng lên. Thì VND á, khi nào mình tham gia? VND mình tham gia khi mà nó bứt được 82 á, 82 khối lượng trên 10 triệu á, thì anh chị tham gia thì nó sẽ an toàn, và target trước mắt cho VND thì là về 90. Rồi kế tiếp là VCI. VCI thì phiên vừa rồi á, cái dòng chứng khoán bật tăng khá là tốt ha, và khối lượng của VCI bật tăng hôm nay là ổn nè, trên xu hướng vẫn là trên xu hướng tăng ha, trên xu hướng đối với VCI vẫn là trên xu hướng tăng nha. Thì anh chị có thể cân nhắc lựa chọn. Thì VCI hay VND thì em nghĩ VND á, thì nó là khỏe nhất so với cái dòng chứng khoán hiện tại. Tuy nhiên á, để mà so sánh về tiềm năng á, thì VCI cũng không phải là một lựa chọn kém nha. Ha, tùy khẩu vị của mình, tại vì cái mã VCI nó vẫn chưa có form chạy nước rút, còn VND thì tương đối nó cũng chạy rồi. Thì nếu như mà VND chạy thì em nghĩ nó chạy sẽ không xa. Còn VCI thì dư địa nó vẫn còn nhiều ha. VND nó sắp tăng vốn á. Ha. Rồi. RSI. SSI thì nhìn chung em thấy ở đây có phiên bán có lượng lớn nè, thì nó cũng hơi rủi ro đó. Và ở đây nè, nó có một lần test đáy, hai lần test đáy thì bật lên thôi, trước mắt thì mình phải chờ. Số lượng người kẹp ở vùng đỉnh ở đây còn khá là lớn đó, nên là mã này mình quan sát thôi ha, không không nên chú ý quá nhiều để mà mình dành thời gian cho những cái mã nào mà nó khỏe nhất của dòng. Rồi xong dòng chứng khoán. Rồi kế tiếp là dòng bất động sản ha. Bất động sản có DIG nè. DIG hôm bữa em cũng có phân tích rồi, nên là mình nói sơ qua thôi. Thì phiên hôm nay là phiên chững lại trên đà tăng nè, thì anh chị nâng chặn lại nha. Đối với DIG anh chị nâng chặn lại ở giá 87, nếu như quay đầu thì nên chốt, còn không thì cứ chờ nâng gồng lãi thôi. Những cái mã mà chạy nước rút như thế này á, mình không có biết khi nó chạy tới bao giờ, nhưng mà mình phải đảm bảo cái phần lãi của mình nha anh chị. Đừng có thấy nó tăng rồi mình mua, kẻo mình rơi vào cái tình trạng là hàng về mình không biết xử lý như thế nào, rất là khó ha. Rồi nhiều anh chị cũng hỏi em con Long Điền á, thì á Long Điền rút con Long Điền này bữa bực tăng trần ha, và cái mã này nó hơi đầu cơ anh chị thấy nè, tăng trần đạp sàn kéo kéo rồi tăng trần 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 đó. Thì trong quá khứ cái mã này nó một khi nó giam nhà đầu tư cũng giam rất là ghê nha. À, nó giam nè. Nó giam từ 2019 tới 2020 luôn ha. Thì dư địa của Long Điền á, em nghĩ là vẫn còn chạy, tuy nhiên điểm mua đã qua rồi. Điểm mua đã qua rồi, em nghĩ Long Điền nó có thể chạy về 20 á. Điểm mua đã qua rồi nha, em nói là có thể chạy về 20 thì không phải là anh chị mua giá 16 để lên 20 bán. Vì nó chạy á, mình không biết là nó chạy về 14 rồi bật 20 hay là về 12 bật 20 ha. Nên là cái điểm mua rất là quan trọng. Nếu như mua là phải mua những cái phiên này nè anh chị, để ý nè ha, khi mà nó tiệm cận đỉnh và có dòng tiền vào á, lập tức cổ phiếu bất định. Đó là lý do tại sao em nói anh chị chú ý VND á, VND đó, tại vì nó những cái cổ phiếu khỏe là những cổ phiếu tiệm cận đỉnh ha, rất là dễ chạy ha.
Rồi, mình còn KDH nè. KDH thì hôm bữa bật tăng ổn trong cái video nhận định ha, em cũng có nói là có nói rồi về cái mã KDH này thì mình chờ ha. Nó khá là giống Nam Long á, khi mà hai lần test đáy thì bật tăng thôi. Mình phải chờ ở đây một vài phiên nữa. Nam Long cũng như nè, hai lần test đáy rồi bật tăng thôi. Điểm mua không còn nha anh chị, lưu ý là bây giờ cái dòng bất động sản nó cũng tăng khá là nóng rồi. Thì quan điểm của em á, tuần sau cái dòng bất động sản khả năng là sẽ có nhịp điều chỉnh, bởi vì hiện tại rất là nhiều nhà đầu tư họ đang FOMO về cái nhóm này, về cái giá đất. Thì khi mà họ FOMO á, anh chị vào thì có nghĩa là anh chị ôm lại cái phần lãi của những người đến trước. Thì khi mà thị trường có biến một một cái á, là những cái người mà có lãi ở dưới đây nè ha, những người mà gom dưới đây nè, họ sẵn sàng họ bán ra bất cứ lúc nào ha, cho dù họ bán sàn cái đó nhưng mà họ dẫn lời một khoản rất là lớn. Nên là cái lúc này không phải là cái lúc mình thấy cơ hội nữa, mà mình nên thấy rủi ro nha. Rồi kế tiếp cái dòng bất động sản á, thì anh chị nên chú ý cho em một dòng nữa là bất động sản khu công nghiệp. Tại sao? À, đối với bất động sản khu công nghiệp á, nhờ các yếu tố đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, an toàn, bền vững, bất động sản liền kề khu công nghiệp trở thành một trong những xu hướng đầu tư hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay. Thì anh chị biết á, thì khối ngoại đang đổ tiền vào cái thị trường tài chính Việt Nam rất là nhiều, không chỉ là ở chứng khoán và ngoài ra họ còn đổ vào khối ngoại vào bất động sản nữa. Nên là những cái doanh nghiệp nào, bất động sản nào hoặc là bất động sản khu công nghiệp nào càng có nhiều quỹ đất thì cái doanh nghiệp đó nó càng hưởng lợi. Về ngoài ra cái tổng tài sản của doanh nghiệp nó cũng được tăng lên theo thời gian, vì giá đất lúc nào cũng tăng ha. Nên là anh chị thấy á, cái con CI bữa giờ tăng trần, nhiều anh chị cũng hỏi em á, CI tăng trần mua được không em? Thì những cái con này nó chạy vào form nước rút rồi anh chị ha, nó chạy vào form nước rút rồi. Nên là anh chị chú ý á, là những cái lúc này mình nên nâng chặn lại, chứ mình không phải là mình hưng phấn nha. Mình nâng chặn lại để mà chi, để mà lúc nào khi mà nó quay đầu á, mình vẫn còn một cái phần lãi bỏ túi. Vì á, 80% là sẽ lắp ráp. Mình không biết á, tuần sau á, cái dòng Benny, những cái dòng chạy nóng đầu cơ vừa rồi á, nó sẽ vận động như thế nào. Nên là mình làm gì làm cũng phải cẩn thận ha. Không nên FOMO mua đuổi nha. Em nghĩ CI nó vẫn còn tăng. Cái lý do CI nó tăng á, là nó có 4 mảnh đất ở khu vực Thủ Thiêm, và hiện tại là có 2 mảnh đất nó đang thi công rồi, nên là nó cũng được hưởng lợi. Nên là giai đoạn này nó cũng vào form chạy rồi, điểm mua thì không có. Vì bây giờ mua mới CI rất là rủi ro anh chị á, khi mà mình xuống tiền mình đầu tư á, thì mình cũng phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình, không phải là thấy nó tăng rồi mình mua hàng về lỗ ha. Lỗ thì rất là khó xử lý, vì đồng tiền mình làm cũng cũng là cực khổ. Nên là khi mà mua cũng có một cái phương pháp, không phải là hở tí là mua, hở tí là bán ha. Rất là dễ đu định rồi. CI rồi, bây giờ em sẽ qua một cái mã dòng bất động sản khu công nghiệp tiềm năng, anh chị nên chú ý nha. Rồi đó là KBC nha. Tại sao em nói KBC? Vì anh chị thấy nè, cái dòng bất động sản khu công nghiệp á, mình có IDC trước đó đã chạy nóng rồi ha. Nó là cái con chạy nhẹ, chạy rất là nhẹ tàu, và nó chạy từ giá 40 mà lên 94 là hơn 100% rồi. Từ 40 ở 120 mấy phần trăm rồi, X2 tài khoản rồi anh chị không? Thì á, cái dòng bất động sản khu công nghiệp vừa rồi nó cũng chạy sóng khá là gắt, và cái con KBC á, nhiều anh chị đầu tư đu bám hơi nhiều. Nên là cái giai đoạn vừa rồi á, nó chưa có sự nào bật tăng mạnh. Nhưng mà nói về những cái dự án cũng như những cái quỹ đất của KBC rất là tiềm năng, cũng như là nội tại doanh nghiệp ha, thì anh chị có thể tìm hiểu thêm về các thông tin của KBC ở trên Google hay là những cái trang mạng tin tức nào đó. Thì em chỉ nói sơ qua về phân tích kỹ thuật đối với con KBC thôi. Thì KBC hiện tại nó đang là bước đỉnh rồi ha, nó đang bước được khỏi cái vùng đỉnh này rồi. Thì nó là một trong những cái mã mình nên lưu ý cho tuần sau ha. KBC hiện tại là đang giá 57 nè, và đang tạo nền này 2, 4, 5 phiên là khá là ổn rồi nha. Anh chị có thể chú ý cái con này, target trước mắt cho nó là về 60 ha. 60 nếu như ổn thì sẽ bước về 65 và chạy vào form chạy nước rút. Ở đây như thế nào? Ở đây nó đã có một cây tiền vào rồi nè. Ở đây đã có một cây tiền vào, thì những cái phiên này nè, những cái phiên gì? Rung rũ chán nản thôi ha. Khối lượng bắt đầu cạn dần xuống rồi, đẹp nha. Rồi, bất động sản khu công nghiệp kế tiếp là dòng gì? À chưa, còn con SSC nữa. SSC thì hiện tại em nghĩ là nó còn cái gap ở đây chưa lắp hết rồi, thì có thể là tuần sau nó sẽ về để lắp gap nha, có thể rồi nha. Thì điểm mua nó chưa có đâu, em nghĩ là cái con này nó không đẹp bằng con KBC, tại vì cái nền nó cũng tương đối lỏng á, còn KBC có vẻ nó hơi chắc chắn hơn. Ở đây cũng có sự xác nhận rồi nè, khá là ổn nha.
Thì điểm mua chưa có đâu, em nghĩ là anh chị nên lựa chọn một con trong một dòng thôi, đừng nên mình lựa chọn quá nhiều ha, tại vì theo thường theo sóng dòng thì nó sẽ chạy chung. Tiếp tiếp hôm bữa bật tăng trần là tại sao? Tại vì cái lượng nhà đầu tư nắm cái này rất là ít. Đây là một trong những cổ phiếu cô đặc ha, những cái cổ phiếu cô đặc thì rất là dễ chạy ha, và những người ít biết đến á, anh chị đấy nè, những cái mã nào mà càng ít người biết thì những mã đó càng dễ chạy. Là anh chị thấy HBG nè, KBC nè, hay là dòng thép Hoa Sen Nam Kim thì rất là nhiều người biết tới rồi, nên là thành ra cái độ đu bám của nó khá là nhiều, nó rất là khó để chạy nhanh. Thì những cái mã nào mà nó cô đặc về cổ phiếu cũng như là nội tại doanh nghiệp có và những cái quỹ đất nó tiềm năng thì đương nhiên là những cái dòng tiền thông minh nó sẽ quay trở vào ha. Đó rồi, xong cái dòng bất động sản của công nghiệp, một dòng nữa anh chị cần nên chú ý cho tuần sau đó chính là dòng đạm nha. Đạm thì hiện tại anh chị thấy là nó đang ở trong một cái cản chéo nha, đang trong một cái cản chéo, là nó có một lần test đáy, hai lần test đáy nha. Nó hiện tại đang thiếu là gì? Thiếu một cái dòng tiền lớn để mà có cái độ an toàn nó cao hơn, nó thiếu một cái dòng tiền lớn. Tuy nhiên mình phải quan sát cho tuần sau, bởi vì sao? Bởi vì quỹ nó đang cơ cấu, nó đang mua vào, quỹ nó đang mua vào dòng đạm thì em nghĩ nó sẽ có câu chuyện gì đó thì quỹ nó mới cơ cấu mua vào, chứ không bao giờ mà những cái nhà đầu tư, những cái tổ chức lớn mà họ mua một cái mã mà không có câu chuyện ha. Thì tuần vừa rồi á, là cái mã DBM nó được mua vào, thành ra em nghĩ là tuần sau sẽ có sự trả điểm nhất định để cho cổ phiếu nó cân bằng rồi mới bước tiếp ha. Rồi đạm Cà Mau nè, đạm Cà Mau cũng giống như là đạm Phú Mỹ thôi. Tuy nhiên nếu mà chọn anh chị không nên mua quá hai mã trong một dòng nha. Quá hai mã trong một dòng thì nó rất là khó quản trị. Tại vì mình mua nhiều như vậy chẳng khác gì mình bỏ trứng vào một rổ. Rồi đạm Cà Mau thì mình chờ bước đỉnh nha. Rồi một cái mã mà leader của cái dòng đạm á, đó chính là lát nha. Thì đối với cái dòng đạm em nghĩ anh chị nên chú ý con lát, tại vì sao? Cái giai đoạn vừa rồi ở đây nè, nhà đầu tư đeo bám nhiều nó rủ, và sau khi nó rủ nó đã tạo được một cái nền và dòng tiền bắt đầu quay trở lại ha, anh chị thấy không? Dòng tiền bắt đầu quay trở lại và sao, và nó bật tăng trước so với cái dòng DBM, DCM, so với cái dòng đạm thì con last này là cái con chạy trước ha. Thì em nghĩ đối với cái mã last này hồi đó em có cho giai đoạn dưới đây, có cho khách hàng gom đoạn dưới đây nè. Tuy nhiên cái mức sinh lợi nhuận của nó không cao, nên là em chuyển sang dòng cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. Và cái giai đoạn hiện tại mình có thể chú ý lại đối với dòng đạm, và cái mã ưu tiên là em nghĩ đang là lát nha, tại vì nó đây đã tạo được 4 phiên rồi, có thể nó tạo thêm một vài phiên nữa rồi nó sẽ có một cái phiên bùng nổ, thì mình phải quan sát thêm. Thì ở đây em chỉ đưa cho anh chị xem một cái góc nhìn về quan điểm của em về những cái mã cổ phiếu tiềm năng cho giai đoạn tuần sau, từ 20 tháng 12 2021 đến 26 tháng 12 2021, để mà như thế nào để mà mình có những cái mã mình chú ý ha. Còn cái điểm mua thì em sẽ cập nhật trong room hệ thống Super VIP trong phiên, vì cuối phiên giao dịch đó, những cái mã này nó đã diễn ra xong rồi ha, nhiều khi nó cũng đã tăng trần trong trong cuối phiên rồi, nên là em khó có thể mà khuyến nghị anh chị mua. Thì nếu như anh chị muốn đồng hành với em ở Room Super VIP thì có thể liên hệ với số điện thoại Zalo ở bên dưới. Nếu như anh chị có tài khoản rồi ở VPS rồi, hoặc là chưa có tài khoản thì vẫn có thể đồng hành với em, thì anh chị cứ mạnh dạn liên hệ với em với số Zalo bên dưới thì em sẽ hỗ trợ anh chị một một luôn nha. À, cũng như là anh chị cần cơ cấu hỗ trợ danh mục thì cứ liên hệ trực tiếp với em luôn sẵn sàng hỗ trợ anh chị hết mình ha. Rồi sau lát á, sau dòng đạm á, thì nãy giờ mình điểm nhanh sơ qua nha, chứng khoán chú ý gì? VCI, VND, rồi gì nữa, rồi bất động sản khu công nghiệp chú ý KBC, rồi dòng đạm chú ý gì, chú ý last. Thì tuần vừa rồi á em có nói về cái dòng dầu khí á, em có nói về cái mã BSR nè, em BSR thì em cũng nói khá là nhiều rồi, thì khả năng rất là cao BSR sẽ tiến về cái vùng đỉnh cũ từ tới 25 á, là cỡ thêm 14-15% nữa. Thì room khách hàng em đã gom ở đây rồi anh chị. À, gương khách hàng của em đang lãi ở đây rồi, thì bây giờ chỉ có gồng lãi thôi ha. Bây giờ mình chỉ chờ gồng lãi, đó là lý do tại sao anh chị nên đồng hành với em ở Room Super VIP á. Bởi vì những cái điểm mua em sẽ khuyến nghị trong phiên, và cái mã này em cũng có tặng cho Room cộng đồng nữa. Thì tốt nhất á, thì những cái mã nào tiềm năng em nhắn ngay trong phiên giao dịch, để mà những cái khách hàng trong Room Super VIP của em có thể cập nhật điểm mua tốt nhất.
thì bây giờ điểm mua VR nó cũng qua rồi, và bây giờ mình chỉ chờ gồng lãi chờ về 25 cỡ 20 45% nữa ha. Thì anh chị nào có hàng mình cứ cầm thôi. Hiện tại mình coi như là mình đã bắt được rồi đó, mình bắt được cái chân sóng đối với dầu khí rồi. Thì dầu khí em nghĩ là nên chú ý BSR thôi, còn BVS, BVD thì nó đeo bám hơi nhiều, cũng như là nhà đầu tư kỳ vọng quá nhiều, nó nặng tàu. BSR và oil nha. Hiện tại BSR và oil khá là đẹp, tiền ở đây cũng vào dòng dầu khí nè. Thì anh chị biết là cái giai đoạn dịch vừa rồi á, thì đa số là các doanh nghiệp dầu khí họ không có bán quá nhiều về cái sản phẩm của họ, nên là họ sẽ bị tồn, họ bị tồn. Và BSR là một trong những cái doanh nghiệp có cái lượng hàng tồn kho cũng khá là lớn, và cái quý 3 vừa rồi á, cái doanh thu lợi nhuận của BSR cũng đột biến và tăng so với cùng kỳ, thì nên á, cái dòng tiền nó cũng bắt đầu quay trở lại những cái mã nào mà nó có câu chuyện riêng, nó có về lợi nhuận và nó có những cái mức một những cái nội tại doanh nghiệp nào mà có thể thu hút được nhà đầu tư, chứ họ không chờ tới khi tin ra. Anh chị nhớ là tổ chức luôn đi trước nhỏ lẻ một bước, một đến ba bước, không bao giờ mà nó đi sau nhỏ lẻ hết á, nên là mình đầu tư mình phải theo dấu chân của tổ chức. Đó, đây là gì, đây là điểm nhấn của dấu chân của tổ chức có tham gia nè. Nếu như anh chị tham gia cái phiên vừa rồi thì độ rủi ro anh chị sẽ rất là thấp, bởi vì sao, bởi vì anh chị được cái dòng tiền nó bảo kê, dòng tiền nó hỗ trợ anh chị. Nếu như cái dòng tiền nó vừa vào ở đây nè, hàng của những cái tổ chức lớn họ vào họ chưa thoát ra được, thì anh chị thử đặt câu hỏi họ có để giá cổ phiếu giảm mạnh hay không ha. Thì quan điểm của em chỉ là muốn chia sẻ với anh chị kinh nghiệm như vậy thôi. Thì xong dòng dầu khí, anh chị chú ý thêm một cái dòng, và khả năng tuần sau em nghĩ là sẽ có sự hồi phục bật tăng, đó là dòng ngân hàng. Thì đối với ngân hàng á, em cũng có chia sẻ rất là nhiều trong những cái video. Quan điểm của em á, là em không cho hệ thống khách hàng mua khi cổ phiếu chạy, mà mình mua khi cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy. Vì sao? Vì lúc đó nếu như cổ phiếu có gãy á, thì nó gãy cũng không bao nhiêu. Còn anh chị thấy là nếu như nó đang trong giai đoạn chạy nước rút rồi mà mình mua những cái phiên này nè, có phải là gãy nặng không anh chị? Đúng không? Có phải là một khi nó gãy là gãy rất là nặng ha. Còn giai đoạn tích lũy nè, nó gãy có bao nhiêu đâu, tối đa là chưa tới 10% nữa ha. Gãy rồi, hồi phục rồi ha. Đối với Techcombank á, thì em vẫn kỳ vọng nha, doanh nghiệp này em cũng không không muốn nói quá nhiều về cái nội tại doanh nghiệp nữa, tại vì video này em cũng nói về cái mã Techcombank đầu tiên á. Thì anh chị có thể cân nhắc cái vùng giá này đang là vùng giá đẹp nha, vùng giá đẹp đối với Techcombank nha. Rồi ACB, ACB thì cái băng này nó giống như là ông già vậy đó anh chị. Tại vì sao? Tại vì nó cứ lên từ 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 từ, chỉnh cũng chỉnh thấp mà lên cũng lên chậm. Thì anh chị nào mà thấy khẩu vị của mình an toàn, ăn chắc mặc bền đó, thì mình lựa chọn ACB ha. Rồi target trước mắt ACB á, là em nghĩ là nó về được 35 nha, có hàng nắm giữ. Bây giờ cái dòng ngân hàng không phải là cái lúc mà mình chơi nữa đâu anh chị. Em nghĩ á, là dòng ngân hàng nó sẽ có một vài phiên bật tăng mạnh và kéo thị trường. Vì sao? Vì dòng tiền hiện tại nó đang rút dần khỏi mid cap penny rồi. Anh chị để ý, anh chị thấy là cái phiên thứ sáu vừa rồi á, cái dòng penny bắt đầu có bị bán những khối lượng lớn nha. Bị bán khối lượng lớn thì anh chị nghĩ là ai bán ha? Rồi thì dòng tiền nó sẽ chảy vào đâu? Dòng tiền nó vẫn nằm trong thị trường đó anh chị, nhưng mà nó sẽ lựa chọn những cổ phiếu nào chưa tăng để làm chi, để nó được mua ngay cái giá tốt. Chứ những cổ phiếu mà tăng nóng như là CI á, chẳng lẽ bây giờ nó lãi 70-80% rồi, bây giờ nó mua thêm những lợi trung bình giá xuống rồi, anh chị xả trên đầu nó như hay là sao, đúng không? Nên là bây giờ mình phải có một góc nhìn khác đám đông. Mình đầu tư mà muốn thành công mình phải khác đám đông ha. Rồi Techcombank, ACB, MFB. Thì MFB giai đoạn này nè, nó đang tạo mô hình gì mô hình này là mô hình cốc có tay nha anh chị. Cái mô hình này mô hình kinh điển trong các thị trường tài chính, kể cả các chứng khoán Mỹ hay như thế nào cũng rất là dễ xuất hiện như cái mô hình này nha. Thì anh chị thấy là khi nó tạo được mô hình cốc có tay và dòng tiền đổ vào thì như thế nào, cổ phiếu chạy thôi, đúng không ha? Thì đang thì trong room super vip của em á, tối nay em có một cái buổi giao lưu nói về cái một mã cổ phiếu đang tạo mô hình khá là đẹp giống như là MFB, và đã có xuất hiện dòng tiền lớn tham gia, và đây là một trong những cái deal lớn của em muốn cho hệ thống khách hàng của mình hướng đến, là target của nó là từ 15 đến 20% lợi nhuận dự kiến ha. Nên là anh chị nào mà mình chưa có mã cổ phiếu tiềm năng á, hoặc là chưa biết mua mã nào cho tuần sau, liên hệ ngay với em để vào room. Vì thứ hai là em sẽ cho room bắt đầu
triển khai về cái deal đó. Vì một khi anh chị đã qua điểm mua thì anh chị khỏi em điểm mua rất là khó. Nếu như anh chị thấy là mình mua cái cây này thì mình lãi như thế nào? 20% đúng không? Còn nếu như nha, anh chị mua quá chậm, anh chị mua cái này thì như thế nào? Anh chị lỗ ha 17%. À, điểm mua rất là quan trọng nha anh chị ha. Rồi. MFB. Cái tiếp là Tiên Phong Băng. Tiên Phong Băng á nó là leader của dòng ngân hàng rồi, tại vì sao em nói như vậy? Tại vì nó như nào? Nó chạy trước cái dòng ngân hàng ha, và nó như thế nào? Nó có dòng tiền riêng. Tại sao ở đây là dòng tiền tổ chức là họ lại chọn Tiên Phong Băng? Bởi vì cái giai đoạn dịch á thì đa số những cái ngân hàng quốc dân và những cái ngân hàng mới á, họ chưa có hướng cái tầm nhìn như thế nào chuyển đổi kỹ thuật số anh chị. Và cái thằng Tiên Phong Băng này nè là một trong những cái thằng doanh nghiệp hướng đến cái đó đầu tiên và thành công trong cái lĩnh vực gì, mở tài khoản online không cần lên không cần phải trực quá tốn quá nhiều hợp đồng hay là lên ngân hàng rồi gặp nhân viên này nọ, chỉ cần anh chị đến một cái cây ngân hàng Tiên Phong Băng bất kỳ anh chị có thể mở tài khoản tại đó luôn. Đó là cái chuyển đổi số và thành công của Tiên Phong Băng, nên là cái giai đoạn này nó chạy thôi ha. Và còn một cái nữa anh chị nên cân nhắc đối với Tiên Phong Băng là sao? Ở đây nó có phiên gì rút chân. Cái phiên rút chân này theo kỹ thuật đó, là nó rũ sạch wash out kéo lên, thì tuần sau Tiên Phong Băng rất là dễ chạy nha anh chị ha. Điểm mua thì anh chị có thể tham gia quanh 51.3 rồi ha. Điểm mua anh chị có thể tham gia quanh đây. Và bây giờ em sẽ tặng anh chị luôn ha. Em sẽ tặng anh chị một mã cho tuần sau. Tặng anh chị Tiên Phong Băng. Anh chị tham khảo thôi nha, mình tham khảo mình thấy phù hợp cái quan điểm đầu tư thì anh chị vào, để mà tránh cái việc mà lãi thì anh chị bỏ túi, còn mà lỗ thì anh chị quay ra trách ngược em. Tại vì sao? Tại vì đây là cái góc nhìn của em. Nếu như anh chị thấy mình hợp cùng với nhau một cái tần số và những cái quan điểm đưa ra của em hợp lý thì anh chị có thể cân nhắc tham gia. Vì cái quyết định xuống tiền là nằm ở anh chị, em không phải là người mà bắt buộc anh chị xuống tiền ha. Rồi mình thống nhất với nhau như vậy để mà tránh những cái xích mích không đáng có. Rồi vùng mua là quanh 51.3, vùng chốt lại 55 56 nha. Vùng cắt lỗ. Thủ 50. Đây anh chị có thể cân nhắc đối với Tiên Phong Băng nha. Thì đây chỉ là một cái mã em thấy tiềm năng và muốn giới thiệu với anh chị xem video, cũng như là một cái phần quà em muốn cho tặng anh chị. Thì anh chị ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh và like những cái video vừa rồi để mình có những cái thông báo mới nhất, cũng như là cho em một cái động lực để mà hỗ trợ anh chị. Rồi và tuy nhiên á, cái mã Tiên Phong Băng này nó vẫn không phải là cái deal lớn của em nên hướng tới vào tuần sau cho room hệ thống khách hàng. Thì vì á, cái deal tuần sau em hướng tới cho room hệ thống khách hàng nó đẹp về cả gì, phân tích kỹ thuật và phân tích doanh nghiệp ha. Thì anh chị có thể vào cái mã Tiên Phong Băng này mình thăm dò. Tại vì sao? Tại vì cái giai đoạn ở trên đây á nó đồng ý là nó đã có 7 phiên, nó đã có 7 phiên tạo nền, nhưng mà có thể ngắn hạn nó chỉnh vài phần trăm thôi, mấy vài phần trăm rồi mới bật tăng. Nếu như anh chị giải ngân 100% ở đây nè, nó chỉnh một cái nó rất là hơi rủi ro. Tại vì cái giai đoạn nào mà mình nên giải ngân vốn mạnh, cái giai đoạn mà khi nó tích lũy ở đây có một cái nền chặt thì ok, còn nền ở đây nó vẫn chưa chưa có thích hợp để mà mình đánh vốn lớn đó anh chị. Mình đánh ngắn thôi, mình đánh ngắn ăn T cộng thì có thể nha. Rồi nãy giờ mình đi qua gì rồi? Băng, trứng, bất động sản khu công nghiệp, đạm. Rồi mình sẽ nói qua cái dòng thép nha. Dòng thép thì hiện tại hôm bữa HBG là được quỹ mua vào, nhưng mà anh chị để ý nè cái giai đoạn gần đây á cái thị trường nó vận động rất là ngộ ha. Khi mà quỹ mua vào thì những cái mã này nó lại giảm. Cái quan điểm của em nè, có phải khi mình mua ai cũng muốn mua giá rẻ không? Nên là em nghĩ là ở đây là họ đang đè giá để được mua gom giá rẻ. Về nội tại giá trị HBG thì không cần phải bàn cãi nên là nó đang chỉ là một phiên test đáy ru bỏ thôi, thì dư địa vẫn còn ha. Tuy nhiên chạy ngay thì chưa đâu. Để mà dòng thép chạy ngay thì chưa,
Nếu mà dòng thép và dòng dầu á, dòng thép nó chỉnh trước dầu nhưng mà dầu nó lại phục hồi trước thép, thì nếu mà chọn em nghĩ là dầu khí nó sẽ ok hơn so với dòng thép. À, anh chị mà còn kịp hàng mình chờ lên đây nè, mình chờ lên đây mình hạ ra đi, bởi vì nó cũng còn lình xình á, ngắn hạn á thì hơi xấu, còn trung hạn thì anh chị cứ cầm nha. Hoa sen Nam Kim thì cũng như vậy thôi, cũng phải chờ con HBG leader chạy thì mấy con này mới chạy. Rồi nãy giờ em cũng phân tích khá khá nhiều dòng rồi, thì anh chị có thể như thế nào, có thể vào room cộng đồng của em, cái đường link mô tả em sẽ để bên dưới để mà mình có những câu hỏi nào anh chị đặt trong đó và em sẽ hỗ trợ. Thì bây giờ là phần trả lời câu hỏi của hệ thống room cộng đồng của em. Rồi ở đây em có một cái room cộng đồng, anh chị có thể tham gia để mà đặt câu hỏi nha. Thì room này cũng gần 1.000 người rồi, em còn một cái room mới tạo á, cái link bên dưới luôn, thì anh chị có thể tham gia hai room. Rồi anh Thịnh nè, xin giúp mã BID. BID hiện tại đang ổn nha, cái cây là cây nến Doji, thì chứng tỏ là cung cầu gặp nhau thôi, nó đang tiệm cận đỉnh. Thì BID á, nó là một cái doanh nghiệp, một cái ngân hàng quốc dân rồi, nó là ngân hàng nội địa nên là cái chạy nóng luôn á, như là STB là bị băng thì em nghĩ đánh giá không cao. Tuy nhiên tiềm năng của BID thì vẫn còn, thì anh Thịnh có thể là mình chờ nó về 48. Em nghĩ con BID này có khả năng về 48 ấy chứ, tại vì ở đây là những cái phiên bán cũng cạn khối lượng rồi ha, những phiên bán lực bán cũng yếu rồi, bây giờ mình chỉ kiên nhẫn thôi. Mình cắt khi nào, mình cắt khi BID thủng 44 thì mình cắt nha. Rồi LMH, LMH mã này anh chị để ý nè, những cái mã mà không thấy thanh khoản nè, không anh chị thấy cái nến của nó không, kéo lên rồi đạp, kéo lên đạp, những cái mã không có thấy thanh khoản như thế này á thì anh chị không nên tham gia đầu tư nha. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có phân tích được, và những cái cổ phiếu này, những cổ phiếu mới lên sàn, những cổ phiếu cô đặc thì ai nắm, chỉ có những cái ông chủ tịch, những cái doanh nghiệp lớn á, doanh nghiệp của cái mã này nè thì họ nắm, chứ nhỏ lẻ nào giai đoạn này mà họ nắm được ha. Đó là những cái mã này mình nên né nha. Quan điểm của em không đầu tư những cái mã này, cũng như là không hướng tới khách hàng mình đầu tư vì độ rủi ro của rất là cao. Nếu em chỉ đơn giản hỏi anh chị mua những cái phiên này rồi sao anh chị bán, đúng không? À, nhiều khi anh chị thấy một ngày không có khối lượng giao dịch luôn nè, đó rồi sao anh chị bán, đó nó giam anh chị, anh chị thấy nè, nó giam anh chị từ trên đây nè, đó giam xuống đây, rồi bây giờ nó bật tăng lên đúng không, nó bật tăng lên chưa chắc gì nó tăng tiếp nha, vẫn có khả năng nó giam tiếp đúng không, nó vẫn có khả năng nó giam anh chị lần nữa. Nên là với những cái mã này em nghĩ là không phù hợp với quan điểm đầu tư, thì em chỉ nói với anh sơ về cái phân tích thôi. Thì đối với mã LMH á, target trước mắt của nó là gì nào, là về 10.3 test lần nữa nè, nếu như test không thành công mình nó sẽ về 8 ha, thì có hàng thì mình cân nhắc mình đảo mã khác, hay là mình vào những cái mã nào mình dễ phân tích hơn, chứ những cái mã này thôi rất là khó. Rồi thì á, quan điểm của em á, là cái dòng penny nó cũng hơi là rủi ro, và cái phiên vừa rồi bị bán khối lượng lớn quá, HAG, HNG, FLC, ROT, AMD, ART đều bị bán khối lượng lớn nha, thì anh chị phải thấy là dòng tiền nó đang rút dần khỏi penny đó, dòng tiền đang rút dần penny đó. Anh Minh anh hỏi SHS, DRC, TVB. SHS thì dòng tiền ở đây nó vẫn chỉ là một cái phiên phục hồi thôi, em đánh giá nó yếu ha, yếu so với VCI và VND nha, thì nó đang gặp cái cản chéo nè, thì mình phải quan sát thêm nha. Nếu như nó khỏe thì nó sẽ tích lũy ở đây, nó tích lũy ở đây, còn nếu yếu thì nó về nó test thêm một cái đáy thứ ba ở đây nữa nha, điểm mua không có nha, mình phải quan sát. DRC, DRC là như là cao su đúng không? Cao su thì cuối năm á, những cái doanh nghiệp nào mà về cao su cũng đang đang trong cái quá trình đẩy mạnh sản xuất á. DRC, GVR, DRI là những cái doanh nghiệp về cao su, BDR cũng như. Thì nó đang ở một cái vùng nền như là một cái phiên rũ về cái đường trendline rồi. Thì kỳ vọng DRC nó bật lên trước mắt là về 35.7 nè, cỡ 36 đó. Rồi sau đó là ổn thì sẽ về 38 nha. Điểm mua thì hiện tại nó cũng chưa có được đẹp á, để mà mua thì mua lúc này em đánh giá là nó khó mà chạy ngay ha. Nó cũng phải lình xình á. Mình nâng chặn lại nha, nếu như mà nó thủng luôn 32 nè, 32 thủng luôn thì nó sẽ gãy trend và bắt đầu một xu hướng đau nha. Đau trend thì mình không biết là nó giảm về đâu á, anh cũng nên cân nhắc với cái mã này. TVB, TVB thì hôm bữa
phiên này phiên hồi kỹ thuật thôi. Cái vùng chảy nhanh đây còn rất là dày nè, lên sẽ bị bán ngược. À, anh xem cái mã này nó giống như con ABI nè. À, khi mà giảm không ABS à, anh theo khi mà nó giảm về cái vùng này thì đương nhiên nó sẽ hồi. Đây cái cây này cây hồi giống như TVB vừa rồi, hồi lên là như thế nào? Ở trên này có một cái lượng cung, cái lượng cung thì ở đây á, họ lên họ chấp nhận bán lỗ thì họ bán thì cổ phiếu khó tăng ngay, nếu như yếu sẽ rũ tiếp, còn khỏe thì tích lũy thêm một thời gian nha. Thì về TVB á, em thấy cái cản này nó cũng khá là dày, trước mắt thì nó sẽ về 26.5 nha. Nếu như tích lũy ở đây ổn thì mình có thể chờ về nó tiến về cái đỉnh cũ, ở đây nó test một lần nữa, còn nếu không thì nên cân nhắc hạ ra nha anh Minh. ITD, ITD mua giá 20 hả anh? Thì mua giá này thì coi như là nó cũng hơi trên vên đó, tại vì ở đây anh thấy thì nó chưa có tạo nền. Khi mà anh mua ở phiên này nè, những cái phiên tạo nền đây mà nó thủng thì anh phải bán gấp những cái cây này nè ha. Ví dụ như anh mua giá 20 nè, nhưng mà nó thủng cái nền này là 19 thì anh phải bán ở đây, chứ không phải là đợi nó đạp sàn rồi mình mới bán ở đây nha. Thì trước mắt đó, đối với ITD á, mình phải chờ nó về cái đỉnh này xem như thế nào. Ở đây đã có một cái lượng cầu và bắt đầu rút chân dưới, có nghĩa là cầu nó cũng hơi chủ động vào rồi, thì mình chờ nó về đỉnh xem nó test như thế nào ha. Hiện tại thì mã này nó cũng yếu đó, nó yếu đó chứ nó không có khỏe đâu, nên cân nhắc mà chọn cái mã khác nha. AAV, AAV thì hiện tại đang tạo nền. Mã này trước đó nó cũng chạy nóng rồi, trời ơi, cái mã này là một trong những cái mã mà em hơi tiếc. Tại vì sao? Tại vì em biết về cái những cái tin cũng như là những cái doanh nghiệp của cái mã này. Tuy nhiên là mình bị lỡ, tại vì cái giai đoạn dưới đây nè, cái đoạn này nó hơi lình xình và nó chạy chạy rất là điên ha. Nó chạy không cho mình đi mua luôn. Nó là mình khi mà mình bỏ lỡ ra một mã rồi thì mình không cố chấp, mình chờ cơ hội khác nha. Thì đối với AAV á, thì anh chờ nó về 28 nha. Ở đây nó cũng đang tạo nền rồi, đang tạo nền là mình chờ về 28 trước rồi mình xử lý nha. AAV nó bật tăng ổn hơn con ITD. HT1 thì một số thông tin xấu đó tung ra, bây giờ tâm lý nhà đầu tư cũng ổn định rồi, ai bán cũng bán, bây giờ là gì, họ hấp hàng thôi. Theo em được biết á, thì một số khối ngoại tự doanh họ cũng đang chú ý đối với mã này nè đó, và đây là có thể là vùng giá họ đang gom. Anh chị chú ý đây là cái quan điểm cá nhân của em ha, anh chị xem tham khảo để có một góc nhìn, chứ không phải là em nói là mã đó còn dư địa thì anh chị đổ xô vô full margin mua hết tiền rồi khi mà lỗ thì quay lại chết ha. Vì mình đầu tư mình phải có quyết, mình phải có trách nhiệm với cái đồng tiền của mình. HT1 em nghĩ là chờ về lắp ráp 26 26 được. Mình đánh á, mình đầu tư á, là mình đầu tư theo giá trị doanh nghiệp chứ mình không phải là đầu cơ theo đám đông. Thì anh chị có thể suy nghĩ đơn giản, cuối năm chính phủ thúc đẩy các gói đầu tư công thì những cái nhóm ngành nào liên quan sẽ được hưởng lợi, thế thôi ha. Rồi dư địa của HT1 em nghĩ là vẫn còn. DCM, DCM chiều giữ hả? Chiều giữ em nghĩ là trên 37 thì giữ được nha. Khi nào mà thủng á, thủng mà khối lượng lớn cỡ cây này nè 15 triệu á, thì mình hạ, còn không mình nó giữ. Dạ, âm thanh thì em sợ bị rè nên là bật nhỏ, nhưng mà bây giờ em sẽ bật lớn hơn một xíu ha. Anh Lộc thông cảm giúp em ha. À, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để mà có thêm một cái động lực nào hỗ trợ mọi người. Đích anh Hiếu ơi, cái mã đích này nó đang chạy nước rút rồi, nếu mà mình vào rủi ro lắm, năm ăn năm thua lắm. Thì những cái lúc này không phải là cái lúc mà mình thấy cơ hội đó đâu ha, vì mình chỉ cần chụp một nhịp thôi. Anh xem TGG nha, anh chỉ cần chụp một nhịp ở đây thôi, anh ít ba anh chia ba tài khoản chưa ha, giá 77 nè về 21 nè, đúng không? Chỉ cần chụp một nhịp thôi anh bán không được luôn nha. Thì anh xem con đít này nó cũng tăng nóng rồi, vào giai đoạn này có phải rủi ro hơn không? Thì anh muốn vào cái mã nào an toàn cũng như là mức sinh lợi nhuận ổn định và nền tảng doanh nghiệp ổn, anh có thể liên hệ ngay với em vào room super vip em. Vì em đang có một cái deal lớn á, thì anh có thể liên hệ ngay để mà tập trung vào cái deal cho tuần sau ha. CI thì chị ơi, cái mã CI này em cũng có phân tích rồi, nó đang chạy vào phân nước rút, dư địa vẫn còn, em nghĩ dư địa vẫn còn có thể chạy về 40 luôn á, nhưng mà chị nên cân nhắc tham gia, bởi vì ở đây nó không có tạo nền, cũng không có dữ liệu gì an toàn cho mình tham gia, chỉ cần thị trường xấu một phát thôi nó đập về đây lắp ráp. Có thể đem tính nha, từ giá hiện tại về 20 mấy phần trăm đó,
thì chị nếu mà chị chấp nhận rủi ro trần thì ăn được 7%, sàn thì hai lỗ 20 mấy%, thì chị cân nhắc cái vấn đề đó để mà có tham gia hay không ha. Quan điểm của em thì những mã tăng nóng thì mình chỉ ngắm thôi chứ mình đừng có tiếc. Quan điểm của em là một khi bán một khi mua là không có tiếc, vì khi mình tiếc mình không bao giờ mình làm được những cái việc lớn hết á. Anh Minh à, đầu tư dài kỳ không lướt sóng Techcombank thì Techcombank vẫn là một cái doanh nghiệp tốt thôi, về nội tại doanh nghiệp cũng như là về phân tích kỹ thuật thì ở đây tích lũy cũng 6 7 tháng rồi, đẹp mà không xấu, lúc này không phải là lúc mình chơi dòng ngân hàng nữa nha. Rồi thì hiện tại á em còn một cái room bên đây nữa, VCR thì anh chị có thể tham gia hai room này để mà mình đặt câu hỏi để em hỗ trợ anh chị ha. VCR VCR hiện tại tăng trần rồi 13%, thôi không mua được đâu, mua đúng là phiên hôm qua chứ phiên thứ sáu á, chứ những cái phiên này mình không có mua đâu. Ngoài ra những cái mã này á nó hơi câu đặt á, anh chị thấy khối lượng trăm mấy ngàn à ha, nên là rất là khó ra vào, thì chỉ cần room em mà vào một phiên nó cũng là dễ làm cái mã này nó biến động mạnh lắm. Thì những cái mã này anh chị kiếm tiền đi chợ thôi, chứ mình đừng có vào vốn lớn mấy trăm triệu vài tỷ, đến lúc nó giam lại như con TGGBI thì nó lại khóc mà không có thoát ra được ha. MBS SSI MBS hiện tại vẫn nắm được nha chị, khi nào mình bán khi mà nó thủng 38 á, khủng 38 mình bán, còn không thì mình trở về đỉnh cũ 45 nha. SSI SSI em cũng có phân tích rồi, thì đang gặp cản chéo thôi mình giữ được, bán thì khi nào nó thủng 50 mình bán, còn không thì mình chờ nó về test ở đây nè 55. Rồi thì coi như là C em cũng có phân tích rồi chị Mai, chị có thể xem lại video nha. Thì coi như là em cũng đã hỗ trợ và trả lời các câu hỏi của anh chị trong room, trong hai cái room của em. Thì cuối tuần chúc anh chị có một cái ngày nghỉ cũng như là sức khỏe bình an, vì tình hình dịch Covid nó cũng khá là phức tạp ha, nên là anh chị cũng phải giữ sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Thì nếu như mà mình chưa có tài khoản hoặc là có tài khoản rồi vẫn muốn đồng hành với em ở Room Super VIP thì cứ liên hệ với em sẽ cố gắng hỗ trợ anh chị hết khả năng. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem. Thì anh chị đăng ký kênh cũng như là like cái video để mà ủng hộ em nhé. Rồi, em xin phép chào anh chị.